Ngày 14 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tháng 3 năm 2023 và làm việc với các đơn vị về việc khắc phục hệ thống đường dây điện cấp diễn thông, văn mắt không đồng bộ trên các tuyến đường. Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đinh Giang Bảo chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đơn vị đã nêu các ý kiến và đề ra các phương án về việc khắc phục hệ thống đường dây điện cấp diễn thông một cách đồng bộ, gọn gàng, đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị phát biểu tại cuộc họp phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đinh giang bảo ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua đã tích cực trong việc chấn chỉnh các loại dây điện cấp viễn thông treo không đúng quy định qua đó yêu cầu các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn để tổ chức triển khai thu hồi loại bỏ các đường dây cấp viễn thông không còn sử dụng có kế hoạch phối hợp xử lý từng tuyến đường cụ thể đề nghị các đơn vị có tính toán việc thực hiện hệ thống cấp ngầm viễn thông góp phần bảo đảm an toàn lưới điện mạng lưới mạng viễn thông và mỹ quan đô thị